Thế thì qua đây nó lại còn có một cái câu hỏi thứ ba nữa cũng liên quan gần giống câu hỏi này của bạn. Tôi xin giải đáp như thế này. Hôm vừa rồi có một bạn kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Thế thì khách họ đến họ nghỉ thì nó sẽ có cái ngày check in và check out. Nghĩa là họ có cái ngày đặt. Sau đó thì có cái ngày họ đến ở, check in là họ vào, sau cái ngày họ ra. Thế bây giờ cái ngày họ ra ấy thì kế toán mới hỏi vậy thì nếu mà khách họ ra vào lúc 12 giờ đêm thì làm sao mà bọn em người trực để bọn em xuất hóa đơn tại thời điểm đấy được, thì em xuất vào ngày hôm sau có được không? Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, văn phòng làm việc của bọn em được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật, thế vậy thì khách họ ra vào thứ bảy hoặc chủ nhật thì chặn đặc biệt là ra vào ngày chủ nhật thì kế toán của em là được nghỉ ngày chủ nhật. Thế chẳng nhẽ bây giờ em lại phải phòng kế toán của em lại phải cử người đi làm việc vào ngày chủ nhật để thực hiện xuất hóa đơn cái điều này, thì trong trường hợp này vận dụng như thế nào cho đúng? Đấy. Thế thì tôi có nói như thế này. Theo quan điểm góc nhìn của tôi, bản chất là cái gì chúng ta phải hiểu được là gì, thời điểm nào là thời điểm xuất hóa đơn đúng, thì cái thời điểm mà để chúng ta thực hiện xuất hóa đơn đúng là thời điểm về hoàn thành dịch vụ. Thế vậy thì khi khách họ check out vào thời điểm nào thì chúng ta phải xuất hóa đơn vào thời điểm đó. Thế vậy thì khách hàng check out vào ngày chủ nhật thì chúng ta phải xuất hóa đơn vào ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật nó trùng vào cái ngày 31 tháng 3 ví dụ như thế, thì chúng ta phải ghi nhận cái doanh thu đấy và chúng ta nộp thuế vào thời điểm vào quý 1. Đúng không ạ? Nha. Thế vậy thì cái chẳng nhẽ em lại phải trực đến tận 12 giờ đêm để em xuất cái hóa đơn đó xong em mới được về, thì theo quan điểm của tôi nó không phải như vậy. Luật nào thì luật cuối cùng nó phải phù hợp với cuộc sống. Thế chính vì lý do đó mà trên hóa đơn điện tử nó mới có cho cái ngày là gì? Cái ngày lập và cái ngày ký số. Thế thì khi mà cái hóa đơn điện tử lúc đó là cái ngày lập, là tôi lập đúng vào cái thời điểm vào ngày chủ nhật 31 tháng 3 để tôi ghi nhận cái doanh thu tôi tính thuế vào cái thời điểm trong quý 1 và tôi ký số, thì cái ngày hôm sau ấy là ngày thứ hai tôi đi làm, tôi sẽ ký số để tôi phát hành cái hóa đơn đó vào trong cái thời điểm của ngày hôm trước để tôi thực hiện đúng cái nghĩa vụ thuế. Thế còn cái bên nhận được hóa đơn ấy để thực hiện kê khai khấu trừ thì sẽ lấy theo cái ngày của ký số, có nghĩa là ngày hôm sau nó mới hoàn thành về cái vấn đề liên quan đến các cái thủ tục pháp lý. Thế cho nên nó mới có cái việc mà gì, tại sao trong hóa đơn điện tử nó lại là gì, những cái hóa đơn sai của anh chị chỉ được phép xuất điều chỉnh hoặc xuất thay thế là để nó giữ đúng cái mốc thời điểm để anh chị tính và nộp thuế cho nó đúng quy định của pháp luật hiện hành, đúng cái thời điểm, đúng cái bản chất đấy, thì cũng xin giải đáp cho anh chị là như vậy. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.